Em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả chị quý anh thân yêu và chào mừng tất cả chị đã tới với siêu thị ô tô Bình Dương, tới với kênh YouTube của siêu thị ô tô Bình Dương, kênh bán hàng An ô tô của Bình Dương. Và chào mừng tất cả chị, chúc tất cả chị có những phút giây thật thoải mái, vui vẻ khi xem video của anh YouTube của em An anh chị nhá. Và chúc tất cả chị một ngày thật nhiều niềm vui. Ngày hôm nay em An sẽ lên sóng giới thiệu đến anh chị một mẫu xe phổ thông, một mẫu xe 8 chỗ ngồi đa dụng và bền bỉ đang được rất được ưa chuộng hiện nay. Và anh chị lần đầu tiên xem video của anh YouTube của em An, hãy cho em An một like, một đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh, và đặc biệt hãy nhấn nút chuông bên cạnh để cập nhật liên tục các mẫu xe hàng ngày về anh chị nhé. Và đây sau lưng em An là một mẫu xe đó, một em Toyota Innova số sàn sản xuất 2017, màu bạc bản 2.0e, máy xăng. Và em này hiện tại đang đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh đó, thành phố Hồ Chí Minh, và odo hiện tại đang là 72.000 km anh chị ạ, cho một chiếc xe màu bạc số sàn này. Chiếc xe thì anh chị có thể thấy, nhìn xung quanh thì anh chị thấy chủ xe đã vào cho chị tay chén về mưa rồi đến ốp lắp bình xăng đó, cho chị tham quan một vòng đi ạ, một vòng mẫu xe này, một vòng để anh chị cùng nhìn tổng thể về mặt ngoại thất đúng không ạ, xem có bị có đẹp không, sơn si có đồng nhất không đúng không ạ. Và chắc chắn rồi, với mỗi chiếc xe bán ra tại siêu thị ô tô Bình Dương, bên em đều cam kết chất lượng bằng văn bản với anh chị, tuyệt đối không bán xe lỗi, xe đâm đụng thì kích tai nạn và cầm nước. Và em này đang đi 72.000 thôi, cũng rất là ít đó. Và em xe này cũng đã được lên ghế da, màn hình Android cho chị luôn, tuyệt vời chưa ạ. Biển thành phố Hồ Chí Minh đồng nghĩa việc khi mà anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị ra tên thì anh chị sẽ không mất cái tiền biển số 20 triệu anh chị nhá. Rồi những thiết kế của Toyota thì rất là đơn giản rồi, cụm đèn pha halogen dưới là phần đèn gầm sương mù và có xinh nhan tích hợp ở phần đèn gầm sương mù đó. Cũng đơn giản thôi chị, Toyota thì luôn hướng đến sự bền bỉ. Và chị có thể truy cập trực tiếp vào website bên em là siêu thị ô tô Bình Dương .com để xem hình ảnh giá cũng như là bảng kê trả lãi ngân hàng đó. Và hiện tại thì bên em sẽ vẫn hỗ trợ ngân hàng cho chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái tem mà người ta thu phí không dừng đấy chị, phí đường bộ không dừng này đó. Còn những anh chị mình ở khác tỉnh nhưng có bán kính cách siêu thị ô tô Bình Dương khoảng 100 km thì vẫn làm được đấy. Sau đây em An sẽ cho chị tham quan phần khoang động cơ, máy 2.0 cho chị nhá. Và em này thì bên em đã đánh bóng, rửa dọn và xì ba cho chị rồi. Tất cả những chiếc xe về đây thì bên em sẽ đều làm đẹp, làm đẹp miễn phí cho anh chị nhá. Làm đẹp làm sao mà để khi mà dù là một chiếc xe đã qua sử dụng thôi nhưng khi đến tay anh chị phải là một chiếc xe đẹp nhất. Đây, máy 2.0 đây. Và anh chị cùng chiêm ngưỡng phần động cơ, mọi chi tiết từ những cái ốc cabo hay những cái khung xương này là nguyên bản không cấn đụng anh chị nhé, tuyệt đối rồi. Cái đó thì anh chị có thể thấy những cái khung xương khi xảy ra đâm đụng nặng thì chắc chắn là sẽ phải ảnh hưởng, sẽ phải tháo mở và sẽ phải cấn đụng vào những cái khung xương này, xương răng nguyên bản. Thì anh chị có thể thấy là độ liền nạc của chiếc xe nó rất là nhiều yếu tố. Và em này đang đi 72.000 đúng chất luôn, đúng chất luôn. Đây, anh chị nhìn những chi tiết máy này còn rất là mới nhé. Đó, cốc dầu các thứ còn rất là mới ha. Đó, đẹp không ạ? Các tem giấy đây nguyên. Nói chung là đời 17 thì cũng không phải bàn quá nhiều về chất xe. Ở đây là chiếc xe mà chủ cũ họ đi có 72.000 thôi. Đó, cũng rất là kỹ này, trang bị những cái chi tiết để đuổi chuột đấy. Đuổi chuột. Rồi, tiếp tới phần thân xe đi chị. Thân xe thì em này thì sử dụng bộ mâm đúc đấy chị nhé. Mâm đúc 72.000. Và như em An quan sát thì em này đã thay 3 vỏ rồi, còn một vỏ thôi. Đây, 72.000. Và mâm này là mâm R16 chị nhé. R16. Vỏ này khá là dày. Đấy, ok. Các góc cảng rất là khít đây, chị có thể thấy không ạ? Rất là khít luôn. Ok chị nhé. Đây, những cái phần đường lườn này, Canamen cho chị tham quan những cái đường lườn này. Còn mới tinh luôn. Đó, 2017 số sàn. Đây là một chiếc Innova duy nhất tại siêu thị ô tô Bình Dương. Nhiều anh chị có hỏi là sao bên em về ít Innova vậy. Thực sự với chị rằng Innova thì bên em có sự lựa chọn, lựa chọn rất là kỹ. Bởi vì những Innova mà họ đi nhiều rồi hoặc bào nhiều rồi thì bên em không có mua. Và đặc biệt nhiều những xe ví như là đổi màu taxi con đục cũng không mua. Những chiếc xe Innova có thể chạy ráp là bình thường nhưng nó phải còn chất, còn đẹp. Đây, mà chiếc xe này thì em An nghĩ rằng nó rất đúng chất, rất là đẹp. Mọi chi tiết là nguyên bản. Đó,
màn hình đã vào cho chị rồi. 72.000. Đây, em này thì ở trên đây có lịch sử bảo dưỡng hãng luôn này anh chị này. Lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ hết này. Những cái khóe vô lăng hai bên này, hay là củ số đi, anh chị có thể thấy là nó đúng chất của chiếc xe này. Và em khẳng định đây là một chiếc xe ô đồ đúng chất. Về phần dưới này thì chủ xe họ cũng đã lên cho chị những cái ốp bậc inox lên xuống rồi. Và anh chị có thể thấy khi mà anh chị nhìn vào những cái chân côn, chân thắng, chân ga thì anh chị thấy là đúng chất đúng không ạ? Và phần táp bi cửa, đây gương kính chỉnh điện, chưa có gương cụp anh chị nhé, gương kính chỉnh điện. Và hôm nay thì những cái chi tiết lì này thì vẫn còn mới và sạch thế này, vẫn gọi đi rất là ít thì mới được như vậy. Đó. Tiếp tới phần keo chỉ thì bên em Siêu Thị Ô Tô Bình Dương cam kết cho chị là cabo, cốp sau và bốn cánh cửa là zin, keo chỉ zin quanh xe anh chị nhé, chưa chạy lại, không mất một phân keo phân chỉ nào, đó là được chưa ạ? Tuyệt đối rồi. Ok, đó, bốn cánh 2017. Và hiện tại mức giá mà Siêu Thị Ô Tô Bình Dương đang mong muốn cho chiếc Innova này đang là 518 triệu, và giá trên thì bên em bao chi phí thuế trước bạ cho chị anh chị nhé. Rồi tiếp tới hàng ghế thứ hai thì đây là một mẫu xe 8 chỗ ngồi phổ thông và em nghĩ là rộng rãi nhất trong phân khúc rồi. Rất là rộng. Anh chị đi gia đình hay kinh doanh dịch vụ đều rất là ổn và lành. Trang bị giàn lạnh phía trên luôn. 2017 anh chị, 518 triệu, hỗ trợ chi phí thuế trước bạ cho chị. Các chi tiết cửa đây. Các ốc cửa chưa tháo mở gì cả. Nguyên bản hết đây chị nhé. Mọi chi tiết những cái bậc lên xuống đều ốp hết rồi. Các táp bi đây. Mới tinh luôn đây chị nhé. Quay nghiêng nghiêng cho khách coi. Đây. Anh chị thấy là những cái keo chỉ này thì em ăn cũng đã bao chuẩn hết cho chị nhé. Bao zin luôn. Đấy, quanh rất là đẹp nha chị nhé. Ok. Quay nghiêng ra thì khách hàng nhìn dễ hơn, nó không bị lóe ha. Ok. Đó. Phần những cái góc cảng này cũng còn rất là khít. Đó. Như quan sát đây thì chị thấy là những cái góc cảng này rất là khít nhá. Đó. Sơn dặm thì chắc chắn không thể tránh được, nhưng sự liền lạc đồng nhất thì còn nguyên bản. Đó. Tiếp tới phần phần sau, phần đuôi sau thì em này đã được trang bị camera lùi cho chị rồi. Đó. Camera lùi rồi cho chị rồi. Trang bị 4 mắt, hai mắt cảm biến xe sau. Đó. Rồi tiếp phần gầm xe đây ạ. Đó, cho chị tham quan phần gầm xe. Ok, đấy gầm còn rất là sáng luôn, rất là sáng luôn. Đấy chị thấy là những cái tem giấy ở những cái cầu vẫn còn nguyên nhá. Đó chị thấy không ạ? Gầm rất sáng luôn. Ok, đấy. Tất cả xe về bên em sẽ được rửa dọn, đánh bóng và làm đẹp để khi mà chị nhận xe là một chiếc xe gần như tuyệt đối. Đó, không gian nội thất của dòng Innova thì rất là thoáng luôn, rộng rãi và khoảng sáng trần cũng rất là thoải mái luôn. Ok, đấy hàng ghế này thì bên em đang gập lại, thì nếu mà trường hợp mà anh chị ngồi hết đủ hàng ghế thì đây nó sẽ là phần chứa đồ, nó cũng tương đối thôi, nó sẽ tương đối thôi. Đấy. Tiếp đến là cho chị coi những cái chi tiết ốc cốp sau này, ốc cốp sau hay là những chi tiết đinh bấm còn nguyên bản hết. Ok, đấy, đình bấm là nguyên hết nha, hai bên là chuẩn chỉ hết cho chị luôn. Đó, xe rất là liền, nên em An có thể tự tin nhận cọc từ xa ở bất cứ tỉnh thành nào cả. Tại vì như gần đây nhất em An cũng mới nhận cọc một chiếc 2015 về tận ngoài Thọ Xuân Thanh Hóa cho anh Thành. Đó, những cái vị khách rất là quen thuộc rồi. Và keo chỉ này là zin hết đấy chị nhé, keo chỉ là zin hết. Đó. Ok, đúng không? Ok, đó. Được chưa ạ? Quá mới đúng không ạ? Cụm đèn hậu sau thì những bóng halogen thôi. Đó, 2.0e. Rồi tiếp tới phần thân xe bên đây thì anh chị có thể thấy là vỏ này thì em đây, em này còn cái vỏ theo xe này, còn hai vỏ, vỏ sơ cua và vỏ này theo xe. Đấy, ra những cái đi tầm 7 vạn là phải thay vỏ rồi chị, thay vỏ rồi mới chạy ngon được. Hai bánh sau là tang trống thôi chị nhé. Đây tiếp đến phần đường lườn này đây anh chị, đấy là em ăn cực kỳ là thích cái phần gầm xe của em này, còn rất là cứng và sáng, rất là sáng nhé. Khám phí chiếc Innova này đang còn đến tháng 12 năm 2022. Đấy, tháng 12. Vào 3 vỏ hết rồi. Hai vỏ trước mới đinh luôn nhá. Đấy, hai vỏ trước mới đinh. 2017. Ok chưa ạ? Rồi, cho chị tham quan phần cửa trong. Để chị thấy này.
mọi chi tiết của một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng luôn đạt chất lượng tốt nhất, và giá thì bên em mong muốn là 518 triệu, sẽ hỗ trợ thuế trước bạ cho chị. Đấy, và chị nào mình ưng, mình thiện chí thì có thể thương lượng giá thêm rất là nhanh. Hôm nay thì em An cũng nhận cọc online một chiếc Cerato 2020 mà cũng mới lên sóng, thì anh trai Gia Lai cũng cọc cho em An rồi. Đấy, những cái ốp bậc inox lên xuống này, sạch sẽ đúng không ạ, và đẹp ha. Và tất cả những cái chi tiết ốc cửa là đều nguyên bản hết, đều nguyên bản hết. Ok, đấy, các lách cửa này nguyên hết nha anh chị thấy không ạ. Đó. Ok, xuống dưới ha. Đó, mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối. Em An luôn làm sao mà quay truyền tải được hết những cái hình ảnh chân thật nhất của một chiếc xe. Đấy, nên là anh chị ở xa mình cũng có thể mình chuyển cọc cho em An được. Đây, những cái tabi này anh chị thấy nè, nó rất là mới, gần như là cái hàng ghế sau ngồi ít đúng không? Anh chị thấy cái độ liền của chiếc xe ha. Đó, đẹp lắm. Đó, những cái chi tiết này. Chiếc xe này thì đã ra tên đổi biển rồi nhưng vẫn là gốc thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng tâm sự thật với chị là chiếc xe này khi mà bên em mua thì khách hàng khi mà mua lại thì cũng mới mua vào thời điểm tháng 5 tháng 6 2021 thôi. Đúng vào thời điểm dịch, có đăng ký Grab nhưng không thể chạy được. Đấy, thành ra là mới được cái ô đô ít như vậy. Chứ còn nếu mà trước mà chủ xe mà mua mà chạy Grab thì bây giờ cũng phải chia dao động trên 100 ngàn rồi. Đấy, bây giờ hiện tại ô đô mới có 72 ngàn thôi. Đó. Em An vừa đưa đến anh chị quý hàng thân yêu của em An một mẫu xe phổ thông, một chiếc MPV, một chiếc Innova 8 chỗ ngồi, sản xuất 2017, số sàn. Chiếc xe tại đang đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh, đã được chủ cũ lên full đồ chơi từ phụ kiện bên ngoài đến nội thất như là ghế da, màn hình Android. 518 triệu và giá còn thương lượng anh chị nhé. Và chị nào mình quan tâm thì nhấc máy gọi điện cho em Hoàng An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe và trải nghiệm xe. Cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại anh chị. Xin chào.